đâu sao ăn dòng bột phèn đồ này nọ đi ăn cho ăn lại mấy ông rượu nữa. Nãy dính đường tôm cho bá lửa thả rồi. Ừ. Thấy xuồng này nó búng cái bọc quán da bay ra ngoài luôn. Đẩy lại cho nó cầm lên nó ấy. Nó cầm không được thì nhảy xuống luôn luôn. Đấy, sao không dạy kia nó dịnh hơn tôm á. Thả củi về rừng. Xong. Mẹ hay gì đâu, nhiêu đủ sống rồi mẹ ơi. Ủa cái vô nhỏ bên đó của ai? Nào. Tôi của ai không phải?